đây tới mấy cái đăng lần. Thì một tháng là có dòng nước chảy khoảng 20 ngày. Thì những cái đăng này khi nước chảy nó sẽ hút cá vô trong đó, cá nó bơi ngang qua nó không có thoát ra được, nó bị dính vô đăng. Bây giờ mình sẽ vô một cái khu rừng phía trước để thả cá thoi lòi. Đi phóng sành với bạn Đức rất là nhiệt tình. Dạ bây giờ em đang tiến sâu vào một cái khu rừng. Ok em. Nước ở đây rất là trong. Ở ngay đoạn này nè, nước rất là trong nè. Wow. Tại sao nước chỗ này trong vậy? Đẹp quá, đẹp quá. Cái này bằng nhiều nè, nó vô bằng nó ở được. Dạ khung cảnh rất là hữu tình nè. Rồi bây giờ em xin phóng sanh đây. Dạ thưa quý vị Bồ Tát, hôm nay Tuy Un thay mặt gia đình chị Trang Nguyễn sẽ phóng sanh tiếp tục cá thòi lòi cho bác Lý Cẩm Lũy mau chóng hồi phục sức khỏe. Tiếp đến hồi hướng cho các hương linh là bác Lý Nam Hiêu, chị Hoàng Thị Oanh, bác Nguyễn Văn Chánh, bác Nguyễn Thị Thạnh. Mong cho vong linh của các bác mau chóng được vãng sanh Tây Phương, thoát khỏi ác đạo. Dạ rồi, cảnh ở đây quá là đẹp. Bây giờ Tuy Un xin nhờ sự trợ giúp của bạn Đức để phóng sanh. Bạn thả từng con xuống, còn Tuy Un sẽ xuống nước, Tuy Un quay. Ok. Cảm ơn Đức nhiều nhé.